Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 93: Nhà Phật học, niệm Phật không thể vãng sanh. Trước khi Thế Tôn diệt độ, Tôn giả A Nan hướng đến Phật thỉnh giáo hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất: sau khi Thế Tôn diệt độ, chúng con lấy ai làm thầy? Khi Phật ở đời, chúng con lấy Phật làm thầy, nương vào Phật. Khi Phật không còn ở đời, chúng con lấy ai để làm thầy? Phật nói ra hai câu nói: lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Ngày nay chúng ta chọn pháp môn tịnh độ, chúng ta có nương vào giới luật hay không? Nếu như không nương vào giới luật, vậy thì sai rồi. Thời kỳ mạt pháp tu hành, nhất là vào hiện tại, pháp nhược ma cường. Bạn dùng hảo tâm để đối người, nhưng người ta không dùng hảo tâm để hồi đáp. Bạn nói xem, việc đây thật thống khổ. Khổ có nhận chịu hay không? Nhớ đến Thế Tôn nói với chúng ta: lấy khổ làm thầy. Tâm liền bình lại, cũng hoan hỷ tiếp nhận. Phật đã dạy chúng ta rồi, không trì giới không thể thành tựu. Trong giới điều, thập thiện nghiệp đạo gọi là căn bản giới. Bạn đã làm được hay chưa? Căn bản giới là thập thiện nghiệp đạo, không phải là tam quy ngũ giới. Tam quy ngũ giới là trên một cấp của thập thiện nghiệp đạo. Thập thiện nghiệp đạo là tầng lầu thứ nhất, tam quy là tầng lầu thứ hai, ngũ giới là tầng lầu thứ ba, sa di giới là tầng lầu thứ tư. Bạn tầng thứ nhất còn làm chưa được, thì làm gì bạn làm được tầng thứ hai, tầng thứ ba? Việc này không thể không biết. Không làm được thập thiện nghiệp đạo, không luận bạn học một pháp môn nào cũng đều là giả, đều không phải là thật. Có giải không hành, đây chính là chúng ta thường gọi nhà Phật học. Vậy thì không giống với người học Phật. Trì giới là học Phật, không trì giới là Phật học. Phật học không thể giải quyết được vấn đề, Phật học thì không thể vãng sanh về thế giới cực lạc, không giải quyết được vấn đề. Đó chính là nói bạn không thể thoát khỏi luân hồi. Bạn không trì giới, quyết định không thể thành tựu. Ngày nay chúng ta làm một cái tầng sâu của sự phản tỉnh. Mười thiện tại vì sao không làm được? Mười thiện còn có gốc, có căn bản của căn bản. Chúng ta nghĩ đến, trong lịch sử chúng ta, không luận xuất gia hay tại gia học Phật, tại vì sao họ có thành tựu? Họ đã cắm được rất sâu từ nơi gốc nhỏ, cho nên việc trì giới đối với họ rất dễ dàng, không có chút khó khăn nào. Vì sao vậy? Tâm ngôn hạnh của họ đều thiện. Giáo dục gia đình 5.000 năm của chúng ta, đó mới gọi là căn gốc chân thật. Tập đại thành giáo dục gia đình chính là đệ tử quy. Những đại đức xuất gia, tại gia của chúng ta đã cắm được cái gốc rất sâu rồi. Thấy đều cắm được ba cái gốc. Đệ tử quy của nhà Nho, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên của nhà Đạo, Thập Thiện Nghiệp Đạo của nhà Phật. Đã cắm được ba cái gốc này, không học Phật, không muốn cầu sanh tịnh độ, họ đời sau cũng được sinh vào cõi trời, không bị đọa vào ba đường ác. Đó chân thật gọi là học Nho, học Đạo, học Phật.
Nếu như ngay đệ tử quy không có, chúng ta thừa nhận họ là học Phật, học Nho, học Đạo, họ có thể lấy được học vị tiến sĩ ở thế gian. Họ có thể trở thành nhà Phật học, nhà Nho học, nhà Đạo học. Thế nhưng Thầy Lý đã nói rằng, đáng sanh tử như thế nào thì phải sanh tử như thế đó. Cũng chính là nói, họ ở trong sáu cõi vẫn cứ bị nghiệp lực lôi kéo, họ không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Nhà Phật học niệm Phật không thể vãng sanh, người học Phật niệm Phật quyết định vãng sanh. Cái đạo lý này nhất định phải hiểu, nhất định không thể qua loa. Qua loa vậy là bạn chân thật sai rồi. A-di-đà-phật.
mi